Xin chào tất cả các bạn, ngày hôm nay Quỳnh Lập sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn biết về một cái loại hình nghệ thuật mới ở Việt Nam, đó chính là body painting. Là chúng ta sẽ sử dụng màu này, chúng ta vẽ lên trên cơ thể của chúng ta, tạo thành những cái tác phẩm, những cái tuyệt tác. Và bây giờ Lập sẽ là họa sĩ. Và đây chúng ta sẽ vẽ trên cái nền tảng này. Ok, để lên nền tảng này nha. Và đây là màu nha, màu để đây nha. Thì bây giờ Lập sẽ hướng dẫn mọi người vẽ bức tranh phong cảnh. Bây giờ là dùng cọ, Lập sử dụng cọ vẽ mắt thôi. Thì bức tranh phong cảnh mình sẽ chọn cái màu nâu. Cái này là màu nâu, ủa nó nâu, nó cũng nâu mà nó làm sao vậy ta. Ok, đó, mình bắt đầu mình sẽ vẽ cái nền đất trước. Nhọt quá à. Đây là vẽ nền đất. À, nền đất, nền đất. Ủa, tẩy ra không vậy? Dễ gì ra mấy màu này. Đây là nền đất nha. Có thể thấy rằng là chất liệu cái nền của chúng ta rất là trắng nên rất là dễ lên màu. Mấy ai mà có được một cái bụng trắng giống như vậy. Đấy. Anh Tú được cái là da anh trắng lắm. Giờ là mình sẽ lấy một cái màu để mình vẽ một cái nhà. Bây giờ là cái nhà này mình sẽ sử dụng màu xanh đi. Màu xanh để vẽ cái nhà. Để chúng ta sẽ có cái nhà. Một chiếc nhà nhỏ nhỏ. Hồi xưa có một bộ phim là có căn gì, căn nhà nhỏ trên thảo nguyên gì đó. Đây thì mình cứ tưởng tượng đó là một cái căn nhà nhỏ. Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên xanh. Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên xanh. Đây một cái ngôi nhà rất là cơ bản của các em hồi nhỏ hay vẽ. Đấy. Thì cái nóc màu gì? Thường là cái nóc nó sẽ là màu đỏ. Mình cho nóc màu đỏ đi. Cái nóc màu đỏ. Đây nóc màu đỏ. Nóc màu đỏ. Rồi em đi chùi cái bụng anh đó. Chúng ta sẽ vẽ một cái cành cây. Một cái cây. Cây bên đây. Cây là cây. Hồi xưa là những cái bức tranh căn bản là có nhà có cây. Mình vẽ một cái cây. Một cái cây nó có nhiều cái nhánh. Nó chẻ ra à, nhiều nhánh nó chẻ ra vậy. Một cách đơn sơ thôi. Rồi xong rồi nó mọc ra lá. Lá mình lấy cái màu này đi ha. Lấy lá màu này, lấy lá màu này. Đó. Một chùm cây. Lấy một chùm lá. Nó bụng quá à. Ủa sao kì vậy? Sao đau? Đó. Cây có như màu xanh lên tí xíu mà trời nhìn giống như là một tác phẩm tranh sơn dầu vậy đó anh. Ý như một tác phẩm tranh sơn dầu luôn. Rồi bây giờ ở đây là chúng ta sẽ vẽ cái gì nữa luôn à, mình sẽ vẽ cỏ trước đi, mình sẽ vẽ cái nền cỏ trước. Nền cỏ em chọn có phải bị đau bụng quá có chọn chứ đó. Đây nè cỏ nha. Vẽ thêm là một cái chàng trai viết trên cây. Mình sẽ vẽ một cái bóng người. Một cái bóng người, đây là cái đầu, đây là cái thân. Đó, anh ta đang viết trên cây. Viết trên cây và anh ta viết chữ HML. Đấy, đây là tên của họa sĩ vẽ bức tranh này nha. Rồi, bên cạnh đó chúng ta sẽ có ông mặt trời. 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 Trời, trời đang đâu vậy? Trời này trời xế chiều chiều đây nó sẽ có cái màu giống vậy. Đó, cam cam vậy đó. Mặt trời hồi xưa là màu kim dài cũng lông nó mày đó. Những cái lý chỉ này nhìn như trái chôm chôm. Rồi bên cạnh đó chúng ta sẽ pha màu xanh này với một chút xíu màu trắng để làm chi, để cái màu xanh này nó sẽ nhẹ nhàng hơn để mình vẽ mây nè. Mình vẽ những áng mây trên bầu trời. Mây trên bầu trời quá nhột luôn. Mây trên bầu trời xíu nữa làm xong rồi. Mây trên bầu trời đó, mây trên bầu trời có cậu bé rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vẽ tới con gà. Con gà, con gà thì nó sẽ có, mình lấy đại con gà nó màu màu trắng đi. Gà này gà nó bị bạch tạng đi. Đó, con gà. Bạch con gà. Gà. Gà có cái đuôi, có cái đuôi của nó, cái đuôi của nó màu màu là màu đỏ đi, đuôi nó màu đỏ. Gà này gà trống. Cái chân. Cái mỏ con gà màu vàng. Ủa con gà má nó đủ màu gì? Nó đủ màu á. Mà con này nhà trống nó có cái màu trên đó. Được một con gà đây. Đây là con gà nha các bạn. Chúng ta sẽ có đàn cò bay xa xa. Ôi đây ơi. Là đây là con cò cò bay là là bay là bay từ từ cửa phủ bay xa xa cánh đồng tình tỉnh tan. Trời con cò nó bay đẹp trên không mặt trời rồi. Tính tình. Đấy con cò. Trời con cò. Đàn cò nhìn như là lăng quăng nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ sơn căn nhà lại chút xíu. Căn nhà nó sẽ có màu vàng vàng. Sơn căn nhà nè. Đó. Nhà này phải nhà có tiền nó mới có cái màu vàng này nha. Trời.
nhột nhột ngã nước đúng không Trung? Nhột. Bây giờ anh đang đau bụng, anh muốn gì vậy? Trời, nói đi, nói chứ đi. Nhỏ là một cái nhà rất là đẹp, rất là cao sang quý khoái luôn, một cái nhà nhũ vàng kim tím lấp lánh lấp lánh. Ai mà nhà giàu lắm có căn nhà này như không? Rồi bên cạnh đó chúng ta sẽ có một cái ụ rơm, một cái ụ rơm, một cái ụ rơm đây đi. Dưới quê mà có ụ rơm, 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 ụ rơm nó có màu vàng đấy. Ụ rơm, ụ rơm, ụ rơm bị lủng lỗ bởi vì mình có cái lỗ lủng đây. Ụ rơm bị lủng một lỗ. Đó, một ụ rơm rất là đẹp. Đây chưa nha, để xem mình còn cái gì nữa ta, mình còn cái gì nữa không. Rồi nếu như mà có gà trống rồi, chúng ta sẽ dĩa đàn gà con đi lon ton đấy. Đàn gà con đi lon ton, đám dĩa nhà máy sao, đàn gà con đi lon ton đó. Một con gà con, hai con gà con, ba con gà con, có một con nó bay trên đầu của con gà cha. Bốn con gà con, năm con gà con. Đây là gà nha, đây là những con gà nha. Bây giờ mình sẽ cắm những cái chân cho nó. Chân nè, chân nè. Anh đừng có nhúc nhích làm lay động đàn gà. Hai cái chân nè, hai cái chân nè, hai cái chân nè, hai cái chân, hai cái chân. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vẽ con gà mái. Thì con gà mái này đã được làm thịt, cho nên con gà mái nó chỉ là một cái, một cái mâm, một cái gà mái. Con gà mái nó có một cái dĩa, con gà mái dĩa, con gà mái bị luộc ở đây. Con gà mái bị luộc, nó sẽ đặt trên một cái, một cái dĩa màu xanh. Đó, đặt trên cái dĩa màu xanh. À, đây là con gà mái nha. Tại vì nó bị luộc rồi cho nên nó không có hình dạng rõ ràng. Đây nó dựng cái phao cầu lên, nó dựng phao cầu lên rồi con gà mái. Nó đang tưởng nhớ về đàn gà trống cùng những đứa con của mình. Cái gì tưởng nhớ? Tưởng nhớ. Người sống phải tưởng nhớ cho người chết. Gà sống tưởng nhớ gà chết. Đây, tại vì con gà này là bị cái có chàng cho biết lên cây là luộc cái con gà mái ăn rồi. Đó. Rồi chúng ta ở xa xa, chúng ta sẽ có một đàn heo. Một đàn heo, bây giờ heo, 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 heo trong heo màu trắng đi. Một đàn heo. Nhột quá, cái chỗ nó nhột lắm luôn. Một con heo hay một con heo. Trẻ còn nhấn vô nó nhột chứ. Nhột lắm. Chưa, còn bốn cái chân nữa, thôi. Còn ngoài một con heo bị dị tật, cậu nó lắm. Bốn cái chân con heo. Tụi nó có chân nè. Rồi bây giờ này, chấm hai lỗ mũi heo nè. Hai lỗ mũi heo. Cái miệng con heo cười nè. Miệng con heo cười. Thì miếng người ta nhìn chết rồi, nó ra con nồi hành tinh, nó hơi sợ quá. Cái con này sợ quá. Sao con heo, con yêu nghiệt này. À, chưa. Tại vì ở dưới đất á, dưới đất nó sẽ là gì? Đó chính là kim loại, là vàng bạc. Nó sẽ ẩn mình ở dưới đất. Đây là một cái vùng đất trù phú. Nó là một cái lớp đất phù sa ở trên. Nhưng mà ở dưới lớp đất phù sa đó chính là khoáng sản. Chúng ta sẽ có những cái thỏi vàng. Có thể thấy rằng là người nào mà sống trên cái nền đất này có thể tạo dựng cho mình một cái cơ ngơi, một cuộc sống vô cùng tươi đẹp. Nào là vườn, nào là thú nuôi, nào là hoa, nào ô tối, đúng rồi, hoa. Mình thiếu hoa, mình thiếu hoa. Mình sẽ điểm tô lên đây một vài nhánh hoa nha. Hoa, hoa màu đỏ nha. Hoa màu đỏ này đó. Hoa màu đỏ. Mình vẽ hoa như mình vẽ ngôi sao vậy đó. Mình cứ chớ và chớ rạch như vậy thôi. Và chúng ta sẽ có được những cái đóa hoa màu đỏ rất là xinh xưa và rất là đẹp. Có thể thấy rằng là đây là một cái mảnh vườn rất là trù phú. Có rất là nhiều cái loài sinh vật và động vật đang sống ở đây. Đấy, mọi người có thể thấy thành quả của chúng ta đã xong rồi. Rất là đẹp luôn. Và Lập muốn giới thiệu cho tất cả các bạn thấy rất là dễ thôi, chúng ta tìm một ai đó mập mập một chút xíu, có một cái nền tảng thịt trắng trẻo mịn màng và rộng rãi như vậy thì chúng ta mới có thể sáng tạo nhiều thể loại tranh trên cái nền bụng này. Rất là cảm ơn tất cả mọi người đã đến với một cái buổi hướng dẫn nghệ thuật ngày hôm nay của mình Lập nha. Ngày hôm sau sẽ Lập sẽ quay trở lại với tranh trí một cái gì đó nữa. Mọi người cứ comment coi là muốn vẽ gì nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye, chào tạm biệt.